Ô tô cũ Hồng Mỹ Linh xin kính chào quý anh chị và các bạn. Và hôm nay mình lại tiếp tục lên sóng để gửi tới các bạn về hai chiếc Daihatsu Terios các bạn nhé. Hiện giờ bên bãi mình còn hai chiếc Daihatsu Terios. Bác nào cần xe để đi trong những cái dịp Tết, đi du lịch, đi những cái nơi vùng cao thì hiện giờ bên mình đang còn một bộ đôi để các bạn tham khảo đây các bạn này. Hai chiếc Daihatsu Terios máy 1.3 các bạn nhé, hai cầu. Và xin giới thiệu các bạn là chiếc đầu tiên đây, 3ME04796, chiếc này sản xuất năm 2003 các bạn này. Thân vỏ zin cả xe, cam kết xe không đâm va, máy không bị thủy kích. Và chiếc bên cạnh là chiếc này mình đã làm video rồi. Hôm trước bác nào xem thì sẽ phát hiện ra chiếc này mình quay video rồi. Hôm nay mình sẽ quay hai chiếc cùng một lúc, nhưng mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về chiếc sản xuất năm 2003 đây các bạn này, 3ME04796. Và xin giới thiệu các bạn, Terios nó là một phân khúc xe SUV, một mẫu xe gầm cao máy thoáng, một mẫu xe dành cho các bác ở trên những cái vùng đường đồi núi, sông suối, những cái vùng trên Tây Bắc cũng như là Tây Nguyên. Đấy, các bạn quan sát phần thân vỏ của em nó đây. Chiếc xe này sơn zin còn rất nhiều các bạn nhé. Thân vỏ mỏng keng, không ma tít các bạn ạ. Đấy, các bạn quan sát này, từ cái lá răng này, từ cái lá răng chưa vẩy một giọt sơn nào các bạn nhé. Đấy. Và đặc biệt chiếc này mình vừa đăng kiểm hôm qua xong đây các bạn này. Các bạn đi miễn phí lửa lăm không mất tiền phí đường bộ, mình vừa đăng kiểm xong rồi. Giờ các bạn mới nghe từ đăng kiểm đã là suốt hành trình rồi, như mình đi đăng kiểm liên tục. Nói chung là tất cả những cái gì mà họ yêu cầu đều tốt cho mình thôi. Và xin mời các bạn quan sát phần sườn xe bên bên phụ đây. Đấy các bạn quan sát này, những cái đường gân guốc của em nó đây, sơn xi. Tại sao nó đi nó không ổn là vì gầm nó cực kỳ cao các bạn nhé. Đấy. Các bạn không quan tâm cái dòng này mà chưa nghiên cứu dòng này thì khi mình quay video chắc chắn là sẽ còn bỡ ngỡ không biết là mẫu xe gì. Nhưng các bác trung tuổi, những các bác đã được va vấp những mẫu SUV, những mẫu xe gầm cao máy thoáng này thì các bạn chạy mới biết chất của dòng này. Dòng này nó là máy Nhật, cực kỳ lành máy và tiết kiệm xăng các bạn nhé. Máy chỉ có 1.3 thôi nhưng lại được hai cầu. Đấy, các bạn quan sát phần thân vỏ này. Và đây, cua lốp của em nó đây. Và đặc biệt các bạn quan sát này, ba bộ lê này, đình đố nó còn nguyên đấy các bạn nhé. Zin hết. Đấy, gầm này, gầm không hề mục mọt các bạn này. Gầm quá sáng quá đẹp luôn. Lá răng chưa phải một giọt sơn nào. Năm hết Tết đến rồi, bác nào có nhu cầu chơi xe gầm cao thì liên hệ ngay cho mình theo số hotline 0913660299. Và địa chỉ bãi xe bên mình là thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. Rất thuận lợi để các bạn đến với bãi xe bên mình. Đấy các bạn quan sát này, mình có hai chiếc, có hai lựa chọn cho các bạn nhé. Các bạn nếu mà thích dòng xe này đến chắc chắn sẽ mua được, vì bên mình hiện giờ có một bộ đôi. Đấy các bạn quan sát này, Daihatsu Terios này, máy 1.3, thân vỏ bóng mượt, sơn xi sạch đẹp các bạn nhé, không một giọt ma tít luôn các bạn này. Đấy, các bạn quan sát phần ngoại thất, phần sườn xe bên lái đây, cũng như bên phụ. Và một lần nữa mình xin cam kết các bạn là xe thân vỏ không đâm xô, và đặc biệt là máy không bị thủy kích. Lốp này, một dàn lốp mít đây các bạn này, còn rất dày các bạn nhé, các bạn đi thoải mái luôn. Đăng kiểm mới lốp dày. Chiếc xe này các bạn chỉ mua về việc đổ xăng và chạy thôi. Đấy các bạn quan sát này, gầm này, cua lốp này. Và đây các bạn quan sát phần ba bu lê bên lái đây, cũng như bên phụ này các bạn này, đình đố nó còn nguyên. Đấy, gầm này, sáng này, không mục mọt nhé các bạn nhé, không trong bánh ngoài lá gì, hình ảnh nó nói lên tất cả. Rất mong các bác khi xem video like và chia sẻ cho kênh ô tô cũ Hồng Mỹ Linh. Bác nào chưa có kênh thì đăng ký ủng hộ mình. Bác nào có kênh rồi thì cho mình xin một nút like, một nút chia sẻ để các bạn có những chiếc xe phục vụ bản thân mình cũng như gia đình trong những cái dịp Tết sắp đến, thì đây là một cái phương tiện để các bạn có điều kiện đi khám phá những vùng đất cao, những vùng đồi núi, những vùng sông suối hiểm trở. Thì em nó là rất phù hợp các bạn nhé. Giá tiền bỏ ra chỉ có hơn 100 triệu thôi. Đặc biệt chiếc này đây các bạn này, nội thất này, nội thất là lỉ nguyên bản các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát này, phần nội thất của em nó trước đi. Đấy, các bạn quan sát này,
Và đặc biệt chiếc này là trần, trần nó xấu, mình vừa vào một cái trần này cho nó sáng sủa, rất đẹp đẽ đây các bạn này. Và bác chủ bác ấy cực kỳ chịu chơi các bạn này. Đấy, chắn nắng này, chắn nắng còn xếp đĩa đây, vì đầu là đầu DVD các bạn nhé. Còn toàn bộ ghế và táp ly cửa đó là zin. Trần thì vào rồi, không trong bánh ngoài la gì. Trần trần 5D. Đấy, từ cái phím còi rất đẹp đây các bạn này. Và đây các bạn quan sát phần táp ly của toàn bộ bốn cánh lỉ táp ly còn nguyên. Và đặc biệt này, sơn xi lòng trong cánh cửa này. Đấy, đình đố nó còn nguyên hết các bạn nhé, chưa phải một giọt sơn nào. Và đây khe rãnh lòng trong cánh cửa đây, màu là màu zin các bạn này. Và đặc biệt này, ốc bản này còn chưa chạm cả lê mỏ lết các bạn nhé. Riêng chiếc xe này về phần thân vỏ thì chấm hết luôn. Cam kết các bạn toàn bộ 3 cột, cột A, cột B, cột C, cột đầu, cột cuối, cột giữa không tác động của đâm va chạm trồ các bạn nhé. Như ban trước mình giới thiệu, chiếc xe này thân vỏ sơn zin còn rất nhiều. Đấy, các bạn quan sát này. Giờ cái thời gian này là thời gian là áp Tết, cho nên là nếu các bạn mua mà có rút hồ sơ thì chắc chắn không kịp, để đi ra năm rút hồ sơ thôi. Nếu các bạn ở xa có nhu cầu sử dụng em nó thì chỉ cần đặt cọc thôi, mình sẽ cho người ship lên tại nhà cho các bác. Đấy, các bạn quan sát này, một bộ áo ghế nguyên bản đấy các bạn này. Từ đây đấy, từ cái giá này, từ cái lưng ghế nó còn nguyên đấy các bạn này. Ở đây rất tiện dụng này, để các bạn móc những cái đồ này. Đấy, các bạn quan sát lại phần nội thất của em nó này, không mất một phân keo chỉ nào. Cam kết bằng văn bản cho các bạn luôn là xe không đâm va, và đặc biệt máy không bị thủy kích. Đấy, các bạn quan sát đinh đán kèo cột đây, chỉ có bụi bẩn thôi các bạn nhé. Đấy, đinh đố nó còn nguyên, sơn zin còn rất nhiều các bạn ạ. Tuy rằng là đời thấp, nhưng mà ngược lại là những cái dòng xe này, những cái năm khi mới hợp tác phát triển cùng với lại Tây, thì đây nó là một cái mẫu xe dòng nhập ba cục các bạn nhé, nhưng không phải là mà sản xuất được cái gì cả, mình chỉ có việc là lắp ráp thôi. Đấy, các bạn quan sát phần đuôi xe này. Và đây các bạn quan sát phần gầm này. Đây các bạn này, gầm cực kỳ cao các bạn nhé. Xin giới thiệu lại với các bạn là chiếc xe này nó là hai cầu, hai cầu điện các bạn nhé. Một mẫu xe SUV, một mẫu xe máy chỉ có 1.3 mà lại hai cầu, nó là hiếm rồi các bạn ạ. Đây, các bạn quan sát phần chỉ cánh phía sau, phần sườn xe bên phụ đây, cũng như bên lái đây các bạn này. Toàn bộ lòng trong cánh cửa chưa phải một giọt sơn nào, keo chỉ nguyên. Nội thất thì quá chuẩn luôn các bạn này. Đấy, các bạn quan sát này, nội thất quá đẹp, quá chuẩn. Sơn nó là sơn Tây hết các bạn này. Ở đây các bạn quan sát phần đinh tán kèo cột đây, cũng như ban trước mình giới thiệu với các bạn, bên lái bên phụ là toàn bộ cột kèo keo chỉ nguyên bản hết. Đây các bạn quan sát này, cốp sau này, cốp sau đủ để đồ là các bạn đi đường dài các bạn nhé. Đây là một phân khúc xe dành cho các bác có nhu cầu đi du lịch Sapa, Tam Đảo, lên vùng Tây Bắc cũng như các bác ở trong miền Trung Tây Nguyên và Sài Gòn. Và đây các bạn quan sát phần cốp sau của em nó đây, toàn bộ chỉ này, không mất một phân keo chỉ nào. Và xe chạy nhiều hay chạy ít, chở hàng hay là chạy đồ thì đây, đây là một cái minh chứng này các bạn này. Lỉ cốp sau nó còn nguyên đây các bạn này. Đấy, và đây các bạn quan sát từ cái lỉ lót này, như mới luôn các bạn này. Đấy, lưng ghế này, đấy, lưng ghế sáng quắc mới này, lỉ này, zin hết đây các bạn này. Đồ nhựa còn chưa viết chảy xước đây các bạn này. Đấy, chưa một vết chảy xước các bạn nhé. Và toàn bộ đèn này, đèn nó đèn zin hết các bạn nhé, đèn cột này, đèn zin nguyên bản hết, margin Japan, nó là hàng ba cục cho nên đèn dập margin Japan các bạn nhé. Đấy, về che mưa có hết rồi các bạn này.
Và đây các bạn quan sát phần chỉ cánh cuối cùng bên phụ đây, cũng như bên lái đây các bạn này, không mất phân keo chỉ nào. Đấy, các bạn quan sát này, cái táp ly cánh này giữ được mấy quý giá này các bạn này, từ cái đồ này, nhựa nó rất tươi các bạn nhé. Đấy, các bạn quan sát phần táp lô của em nó này, như mới luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn cái táp lô này lại liên tưởng cái mẫu Corolla nhập Nhật, cái vật liệu chất liệu nó như nhau các bạn nhé, cho nên nó chịu được nhiệt lắng mưa, chịu được nhiệt độ ngoài rời rất cao. Đấy, toàn bộ đây đĩa của các bác cái cài trên chắn nắng đây. Và đây mà các bạn quan sát phần ốc nhái bạn này, bên lái ở bên phụ đây, cũng như bên lái này chưa chạm cà lê mỏ lết các bạn này. Và nhân đây cũng giới thiệu luôn với các bạn này, bên mình có một hàng tiền đạo Hyundai Gate các bạn nhé. Hiện giờ Hyundai Gate hiện bên mình còn 5 chiếc các bạn này, 4 chiếc màu bạc cùng sản xuất năm 2010, chỉ duy nhất một chiếc màu xanh này là sản xuất năm 2007. Chiếc này là 2007 số tự động các bạn nhé. Còn đâu là tất cả 4 chiếc đều là 2010 số sàn. Đấy, các bạn quan sát bác nào yêu thích bất cứ dòng xe nào thì liên hệ cho mình theo số điện thoại 0913660299 và địa chỉ xem xe tại ngã ba Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc các bạn nhé, bên cạnh đường 100 trục đô thị Vĩnh Linh. Và để kết thúc phần thân vỏ, để mời các bạn đến phần cuối cùng của xe để chúng ta cùng nhau test thử phần trái tim của chiếc xe, xem chiếc xe của mình có được còn được như ý không. Thì các bạn chú ý quan sát kỹ phần trái tim của chiếc xe. Và trước khi đi đến phần quan trọng hơn thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn là chiếc xe này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá là 168 triệu các bạn nhé. 168 triệu cho một chiếc Datsu Teleios sản xuất năm 2003. Đấy, vừa đăng kiểm xong. Bác nào thích chơi chiếc bất cứ chiếc nào thì liên hệ ngay cho mình. Giá chỉ có 168 triệu thôi, đăng kiểm mới. Đấy, các bạn mua về chỉ việc đổ xăng và chạy, không phải làm cái gì cả. Đây, đầu đài này, hoạt động rất ok, đầu đài cam nùi đầy đủ, không thiếu cái gì. Máy nổ thì đại chất luôn. Cái phím còi này chạy nhiều hay chạy ít, các bạn quan sát kỹ cái phần phím còi cho mình. Đầu đang chạy đĩa đấy các bạn ạ. Khi quay tút mình không dám mở to là vi phạm bản quyền. Các bạn ghé qua nội thất thêm một lần nữa để chúng ta đi đến phần trái tim của chiếc xe, để xem chiếc xe có xứng đáng cái đồng tiền bát gạo để các bạn sở hữu em nói hay không. Thì đây, đèn đóm của em nói phía sau đây các bạn này. Khi quay video mình cố gắng mình quay kỹ chi tiết nhất có thể để các bạn trải nghiệm một chiếc xe, cũng như là mua được chiếc xe ưng ý, mua được những chiếc xe về các bạn không phải làm nhiều. Mỗi một ở đây có hai chiếc đây các bạn này, mỗi một chiếc nó có một vẻ đẹp khác nhau. Chiếc hai bên cạnh 202 đắt hơn chiếc này các bạn nhé. Chiếc ấy mình cũng đã có video rồi, mời các bạn vào kênh của mình xem full video. Và đây thì mình sẽ giới thiệu, hôm nay mình sẽ quay chi tiết về một chiếc này thôi. Các bạn có nhu cầu đến với bãi xe mình thì một trong hai chiếc các bạn sẽ sở, nếu có nhu cầu thực sự thì sẽ sở hữu được em nó. Một dàn lốp các bạn đi thoải mái không phải thay đây các bạn, lốp còn rất dày các bạn này. Đèn đóm đây. Đấy, các bạn quan sát này, đèn đóm của em nó đây. Xin giới thiệu lại các bạn là chiếc xe này sản xuất năm 2003 các bạn nhé. Giá 168 triệu. Rất hợp lý để quý vị và các bạn có xe đi Tết. Đây là cái giá cực kỳ yêu thương nếu mà ra năm. Chiếc này vừa về xong mình bán giá ưu đãi các bạn nhé. Đấy, hai chiếc bán bớt một chiếc. Đấy, các bạn quan sát này, lóc capo của xe này. Sơn zin tuyệt đối rồi. Và đây, khoang máy của em nó đây. Đấy, các bạn quan sát này, khoang máy của em nó đây. Sơn zin tuyệt đối các bạn nhé, từ cái răng đầu. Đấy, máng nước này, máng nước là máng nước zin. Đấy, chỉ này, không mất phân keo chỉ nào. Và đây, tem mác còn nguyên. Chỉ đây các bạn ạ. Đấy. Và đặc biệt các bạn quan sát lại máng nước bên lái đây, không dùng hóa chất tẩy rửa các bạn nhé. Vừa về bên xong mình quay video luôn. Máy đang nổ này các bạn này.
giá chỉ có 168 triệu thôi, các bạn đã sở hữu ngay một cái dòng SUV dòng gầm cao máy thoáng hai cầu điện các bạn nhé. Rồi máy này không có tiếng kêu lạ các bạn nhé. Các bác ở trên vùng Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, vân vân và vân vân, nếu các bác ở trong miền trong chạy chiếc này thì chấm hết luôn. Vì em nói là gầm cao, một cỗ xe rất hợp với lại các bác dòng xe địa hình. Đấy, các bạn quan sát kỹ phần sơn si này. Và cam kết với các bạn là xe không đâm va và đặc biệt là máy không bị thủy kích các bạn nhé. Đấy. Máy lổ thì chấm hết luôn. Mình chỉ ghé qua cái này nó hơi nó khỏe nó bay dầu lên các bạn này. Đấy, không một chút hơi thừa, một chút khoái này các bạn này. Đấy. Rất mong anh em sẽ khi xem video, like và chia sẻ ủng hộ cho kênh ô tô cũ Hùng Mỹ Linh. Và để kết thúc chương trình thì xin giới thiệu thêm với các bạn ở bên mình đây. Chiếc này hôm trước bác nào xem rồi thì thôi, bác nào chưa xem thì mình giới thiệu qua với các bạn đây. Chiếc này đây, 2002 các bạn nhé. Toàn hàng zin và đẹp thôi. Đấy, các bạn quan sát này. Không có điểm chê nào các bạn này. Hai chiếc này đắt tiền hơn chiếc mình vừa quay các bạn nhé. Chiếc này thì ghế bọc da bên trong là lỉ nguyên các bạn nhé. Chiếc này thì nó là trần zin này các bạn này. Đấy, trần nguyên. Còn đây, các bạn quan sát này, vô lăng này, và đặc biệt là củ số này. Chiếc này củ số vẫn là củ số nguyên các bạn nhé. Và đây, táp lô táp ly đây. Toàn xe đẹp đang chào đón các bạn thôi. Bác nào có nhu cầu sử dụng em nó thì liên hệ ngay cho mình, hoặc đến với bãi xe. Nếu các bác ở xa không có nhu cầu không muốn đi thì chỉ cần đặt cọc bên mình sẽ test thử. Nếu lên các bạn ưng thì lấy, không ưng thì các bạn gửi tiền cho anh em đi lại thì tí tiền xăng này anh em đưa lên tại bên đấy. Chiếc này là sản xuất năm 2002 các bạn nhé. Chiếc này mình vừa mua trước này các bạn này. Hiện giờ có hai chiếc cho nên là bác nào mua được cả đôi thì tốt, hay không mua một chiếc còn một chiếc mình đi Tết các bạn này. Đấy, đấy, zin hết các bạn nhé. Toàn xe đẹp, lốp đẹp hết rồi các bạn này. Đấy. Đấy, các bạn quan sát lại phần nội thất của em nó đây. Rất mong các bạn xem video, like và chia sẻ cho kênh ô tô cũ Hùng Mỹ Linh. Bác nào chưa có kênh thì đăng ký ủng hộ mình. Bác nào có kênh rồi thì cho mình xin một nút like. Đấy, đấy, mình quay qua để các bạn so sánh giữa hai chiếc. Và đây các bạn quan sát này, bác nào thích dòng Toyota Tiết sản xuất năm 2005 đây các bạn này, máy 1.8 số sàn màu đen. Chiếc này chưa đến 200 các bạn nhé. Còn đây, bác nào cần xe tập lái che nắng che mưa đi về quê ăn Tết thì đây, Chevrolet Spark sản xuất năm 2010 đây các bạn này, vừa đăng kiểm hôm qua xong các bạn nhé. Các bạn yên tâm luôn, không phải lo nghĩ về vấn đề phối màu, vừa đăng kiểm xong đây các bạn này. Còn đây, Hyundai Kết hiện giờ mình đã giới thiệu với các bạn này. Hyundai Kết mình có 5 chiếc tất cả. Bác nào có nhu cầu sử dụng bất cứ chiếc nào thì đến với bãi xe bên mình. Đấy, các bạn quan sát này. Còn đây, bác nào thích chơi số tự động thì chiếc này. Hàng này là hàng xuất Trung Đông các bạn nhé. Một chiếc xe zin toàn tập 207 số AT. Và đây, địa chỉ bãi xe mình đây các bạn này. Mặt đường quốc lộ 2 thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn này. Và đây, đây nó là đèn xanh đèn đỏ Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc các bạn nhé. Đi thẳng lên thành phố Vĩnh Yên và xuôi chiều là xuống sân bay Nội Bài và nhà máy sản xuất Toyota và Honda Việt Nam. Và các bạn rẽ tay trái sang cái trục đường bên cạnh kia, đó là cái cạnh huyền kia, đó là đi về hướng cầu Thăng Long nhé các bạn nhé. Đấy là đi về trục đô thị Vĩnh Linh, đường 100 đây các bạn này. Và để kết thúc chương trình thì cũng xin giới thiệu thêm với các bạn là bác nào thích cái dòng Granny 10, máy 1.2 các bạn nhé, 1.2 2 túi khí 4 máy, sản xuất năm 2015 bản đủ. Thì đây là một cái chiếc xe đang chào đón các bạn đây. Chiếc này không taxi, dịch vụ một ngày. Nội thất màu bã trầu đấy các bạn này, bản 2 túi khí các bạn nhé. 2 túi khí 2015, hàng nhập Ấn, nó là hàng hiếm các bạn này. Bản đủ 4 máy, máy 1.2. Rất mong các bạn like với chia sẻ ủng hộ kênh của mình. Đấy, máy 1.2 đấy các bạn này.
Và để kết thúc chương trình, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rất mong các bạn đến với bãi xe bên mình để giao lưu cùng với anh em.